Thông tin về một chiếc xe ô tô chở bưu phẩm đang lưu thông trên cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thì bất ngờ bốc cháy dữ dội, ngọn lửa lan rộng làm hư hỏng nhiều hàng hóa bên trong thùng xe. Hiện nguyên nhân của vụ cháy vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Sau đây là những hình ảnh thực tế tại hiện trường. Nhận được tin báo về việc một xe tải chở hàng hóa là bưu phẩm chuyển phát nhanh do anh Nguyễn Đô, trú thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, đang di chuyển trên km 113 cao tốc Bắc Nam đoạn qua huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, bất ngờ bị bốc cháy. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương điều động ngay xe chữa cháy, một xe bồn tiếp nước, cùng 19 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đến 16 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.